bao đồng anh áo gặp mai thất bại trên đá sân đường. Trận văn tưởng của Liên Minh đã ra lời thi đấu. Dạng như dòng vay của Nguyễn Văn Tấn đến từ quê hương Thủ Kiến Thụy đã nhận lời thi đấu. Và với cơ cấu là cũng trao thưởng nóng cho hai bên. Với bên nào thắng nhận 3 triệu đồng, bên thua nhận 1 triệu đồng. Và chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm yêu quý tập thi đấu này sẽ tiếp tục tài trợ cho các bên. Đây. Còn đây là cả Cái này thì không hai mông và trong đó đặc biệt đánh của Phạm Thị Bích Thuận.